Đây là bài viết Cà phê một mình, những bài học trường đời, phần 5 của tác giả Dương A Quy. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Series bài viết này là câu tự truyện về cuộc đời của tác giả, kể về những gì mà tác giả đã trải qua, chiêm nghiệm lại, rút ra bài học cho chính mình. Trong quá trình viết bài, khó tránh khỏi việc có những góc nhìn hạn chế về một người, một tổ chức hay một công việc, dù đã hạn chế việc nói cụ thể vào đối tượng, mong nhận được thông cảm. Hiện các bài viết được chia thành nhiều phần nhỏ để thuận tiện trong việc viết của tác giả. Mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn trong một phần để tránh bị loãng bài. Việc tổng hợp các bài viết thành một bài duy nhất sẽ được cân nhắc sau khi hoàn thiện series này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Have fun! Bài học thứ 8. Học gì? Học như thế nào? Sau thời gian học với thầy, tôi dành nhiều thời gian để luyện tập những gì đã học. Những công việc không quá khó nhưng đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ. Ví như việc phải lặp đi lặp lại một thao tác 10.000 lần mà không được sai sót gì. Có những khi tôi mất cả mấy ngày cho những việc như vậy, khá là mỏi mắt, mỏi lưng, mỏi tay. Khi ấy tôi tự hỏi, tại sao mình lại làm được như vậy? Tại sao mình lại đủ kiên nhẫn làm việc này trong khi còn bao mối lo khác trên vai? Quả thực là khi tập trung vào việc đó thì dù cho nó nhàm chán, nó cũng giúp tôi tạm quên đi để những mối lo kia. Sau này thì tôi nhận ra rằng mình có thể dùng cách khác nhanh hơn, hiệu quả hơn mà vẫn đạt được hiệu quả tương đương với việc lặp lại mấy cái thao tác kia. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Tôi đã học được sự tập trung, sự kiên nhẫn, kiên trì trong một thứ mà tôi xác định là mình muốn làm. Nếu chỉ chăm chăm tìm giải pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất thì sẽ không bao giờ làm được việc gì đâu. Phải tận dụng những gì mình đang có ở hiện tại mà giải quyết thôi. Rốt thì làm thủ công cũng được, bởi cuối cùng người ta cũng chỉ nhìn vào kết quả, đâu ai biết mình đã làm những gì. Muốn đỡ vất vả thì phải chịu khó tự mà học thêm, đọc thêm, tìm tòi những cái mới. Hóa ra giá trị của việc học là ở đó. Rõ ràng tôi đã không nhận ra một điều quan trọng, đó là thầy tóc đã bạc. Thế hệ của thầy đã qua rồi, cách làm của thầy đã cũ rồi, còn tôi mà cứ chăm chăm học theo cách của thầy, nó đúng nhưng không còn hợp với thời đại nữa. Cũng đâu thể yêu cầu những người như thầy phải cập nhật kiến thức mới được, đó là nhiệm vụ của tôi, của thế hệ đi sau. Cái tôi học được ở thầy không phải là sử dụng Excel như thế nào, mà là phải trả lời câu hỏi, học gì, học như thế nào. Bảo sao, học có 10 buổi thầy đã cho tôi nghỉ, tôi phải tự tìm câu trả lời cho riêng mình thôi. Sau khi làm được một số bài, tôi tìm kiếm một số nhóm về kế toán trên Facebook để khoe. Điều bất ngờ là người ta rất hào hứng đón nhận sản phẩm của tôi, dù sản phẩm thật thô sơ và chưa có kinh nghiệm thực tế, người ta vẫn chia sẻ cho nhau ầm ầm. Cũng có vài người hỏi tôi những vấn đề sâu hơn. Tôi vờ như là mình giỏi lắm, nhưng âm thầm đem những câu hỏi ấy đi hỏi những người khác. Khi có câu trả lời, tôi cố gắng nói lại theo cách của tôi. Nói là ăn cắp chất xám có đúng không nhỉ? Tôi chẳng quan tâm, đâu ai bắt phạt gì đâu mà phải sợ. Dẫu sao tôi làm việc này cũng là một cách tự nguyện và hoàn toàn miễn phí cơ mà. Nhờ vào việc này mà tôi học thêm được khối thứ, có những thứ mà mình chưa bao giờ được động vào. Tôi dần dần nhận ra những yêu cầu của công việc kế toán, của thủ kho, những việc mà bình thường người ta gặp khó thì tôi sẽ nhận để giải quyết. Đối với tôi, nó như là một mỏ vàng mà mình cứ muốn đào mãi. Tôi vui vì những lời cảm ơn, vui vì những thứ mà mình học thêm được, vui vì mình có thêm cái gọi là kinh nghiệm để tôi có thể thỏa sức chém gió sau này khi đi xin việc. Sau này khi đọc được câu, cách học tốt nhất chính là dạy cho người khác cái mà bạn đang học, tôi luôn gật gù tâm đắc và cho là nó quá đúng đi. Khổ một nỗi không ai trả công cho việc này, người yêu và bố mẹ tôi cứ nhìn tôi mà ngán ngẩm. Mày định như thế đến bao giờ? Anh định như thế đến bao giờ? Tôi thì im lặng thôi chứ cũng chẳng biết phải trả lời sao nữa. To be continued, hết phần 5. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình, cũng như là đón chờ những phần tiếp theo trong series Cà phê một mình, những bài học trường đời nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Khánh Linh. Bye!